Vâng, tiếp tục nó cũng là một âm ly đàn anh của Y202. Và đây model là Y301 nha các bác. Đây là một trong những con âm ly đầu 3 đầu tiên, và nó sở hữu ngoại hình của đầu 3 nhưng vẫn mang chất âm y chang những dòng 303, nhưng mà công suất thì vừa đủ, mạnh mỹ, chơi tốt với dòng bass 40 đưa lại. Đặc biệt nếu các bác nào có những dòng loa tăng noi á, hoặc là những loa RB, những loa bass 40 đưa lại nha, những dòng đây đánh rất là tốt. Em nó sử dụng mạch màu vàng gold và ngoại hình rất là sang nha. Thiết kế của Aquafay thì luôn là đỉnh luôn. Và những dòng Aquafay này nó phục vụ chúng ta nghe những bản nhạc tiết tấu nhanh chậm rất là tốt, và nghe nhạc vàng là ưu thế của em nó. Bolero, tiếng đặc trưng của dòng thời kỳ này là nó dày tiếng, và nó có tích hợp cả low net 3 cấp độ cho các bác luôn, chơi rất là tốt, âm thanh nổi tuyệt vời. Đây này, low net combo 1, combo 2 nó sẽ không gây khó khăn mà giúp lo cho các bác. Đặc trưng những dòng Aquafay cổ là thế, nó có lo nét rất là mạnh mẽ chứ không như những dòng high end bây giờ. Có những con ly nó không có lo nét nữa nên rất khó giúp âm loa. Mời các bác xem nha. Đấy, nó mạch màu vàng gold phay xước rất là đẹp nha. Con này thì mới tinh luôn, bỏ gỗ theo máy nha con. Giá là 23 triệu, bác nào lấy thì liên hệ cho em. Tầm tiền này thì thứ nhất là các bác có thể lựa chọn yêu thích Aquafay. Aquafay thì vẫn luôn luôn là đẳng cấp ở trong giới âm thanh và trưng bày cũng rất là tuyệt vời. Các bác chơi RB, chơi lo Nhật, lo Mỹ đều rất là tốt. Chất âm của Aquafay thứ nhất là nó tĩnh lắm các bác, tĩnh nó khá giống lúc mà, nhưng mà nó lực đánh nó mạnh hơn. Em mà đánh hai cầu loa A B hoặc A cộng B, đây là chiến áp mà chúng ta chơi cầu loa này, A B A cộng B, hoặc là test nó luôn đi. Đây là chỉnh bass chép, bấm on vào chúng ta chỉnh được bass và chép này. Đây là về các tầng vân vân. Cái quan trọng nhất là em chú trọng vào những dòng của Aquafay là low net 3 cấp độ rất là sướng. Loa nào khó tính nhất thì chơi qua cấp độ 2 thì thôi. Cửa nào nó cũng ra nha các bác. Đây là ba lăng, volume tổng, đây là chiến kênh này, AOX Tuner X1, X2. Đấy. Thường anh em kém được AOX. Rồi sau đây là tiếp theo, em quay xung quanh thì xung quanh nó rất là đẹp rồi, cũng không cần thiết lắm. Chủ yếu giờ để video nó gọn gàng hơn, không gây dài làm khó chịu các bác xem, thì em sẽ làm nó nhanh gọn một tí. Để mà quay bên trong cho các bác cùng ngắm nghía nữa. Hai cầu loa điện 100V, chạy 4 cầu điện nha các bác. Những dòng Aquafay thời này là chạy 4 cầu điện. Đây là những cổng kết nối cũng y như những dòng khác thôi, cũng có Breakout, Main In, có cổng kém sub cho các bác là ok rồi. Đây là hai cầu loa. Rồi sau đây em chiến mở bên trong nha, bên trong các bác cùng ngắm luôn nha. Vâng, đây là bên trong của ruột gan của con 301. Thì lên đầu 3 thì nó đã sử dụng nguồn xuyến nha các bác. Nguồn xuyến này, hai tụ lục nguồn. Hoặc là phần công suất, các bác họ rất là tinh tế, phần bảo vệ mạch này. Có một cái tấm lưới là mạch mỗi bên là 4. Và tổng con này chạy 8 sò công suất nha các bác. Máy rất là mới luôn, tất cả hoạt động hoàn hảo. Các bác nếu yêu thích thì liên hệ cho em thôi. Mạch mèo vàng chanh nha, mắt vàng gold đấy. Giá là 23 triệu, các bác nào lấy liên hệ cho em, đã bao gồm phí ship cho các bác nha. Thấy các bác ở nào xa, các bác có thể yêu thích cái con này thì các bác cứ liên hệ cho em. Thứ nhất là các bác cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha, thì còn lại thì bên em sẽ gửi hàng đến, các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Thì dòng này nó chạy 4 cầu, nếu các bác nguyên bản của nó từ Nhật về thì nó là điện 100V, còn các bác nào yêu thích và điện 220 thì phải báo trước cho em, trước khi sản phẩm lên đường. Nếu mà báo 220 thì em sẽ chuyển qua 220 cho các bác nha. Thì còn nguyên bản nó từ Nhật về thì nó là 100V. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Các bác nào chưa đăng ký và để ủng hộ kênh thì các bác ấn đăng ký. Cảm ơn các bác rất nhiều. Vâng, tiếp tục đó là một con Aquafay tiếp.
không phải. À, con này là bản vỏ gỗ vàng nha, gỗ vàng. Các bác yêu thích con nào thì liên hệ cho em. Thì mã con này là Y6 nha. Chạy trong đợt này là về hai con, một con vỏ gỗ màu cam, một con vỏ gỗ màu vàng. Đây là phía sau của con Aquafy Y202 và vẫn giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác lưu ý đây là những sản phẩm hàng tuyến theo tiêu chuẩn bên em và nó rất là đẹp để phục vụ các bác, là các bác khó tính nhất thì yêu thích những sản phẩm bãi từ bên nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, và nó đạt tiêu chuẩn là nghi hay bày đẹp và nó rất là đẹp từ những khâu là nhỏ nhất. Thì sau đây em sẽ que vỏ gỗ rồi que tới mặt tiền của em, nó cái quan trọng nhất là cái mặt tiền nhé. Đây là vỏ gỗ em nói nha, vỏ gỗ đây là màu vàng rất là đẹp. Nhất chân của dòng Y202 thì nó chạy 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ và nó rất là nặng kinh khủng. Với công suất như thế này thì các bạn phải thoải mái gíp loa. Thì Aquafy thì nó đặc trưng của giới audio thì nó gíp vào những dòng loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật đều rất là tốt. Đặc biệt các bác ở mọi miền Tổ quốc rất là thích nghe dòng Aquafy đánh với những loa châu Âu như là BVK hoặc là Tăng Noi, và đặc biệt là những dòng Ribe hoặc là các bác nào có loa Beuner, loa Nhật đều đánh rất là ngon. Giá 22 triệu nha các bác. Đặc trưng dòng này là có hai đồng hồ vu cổ điển, khi em hát nó vẫy rất là đẹp nha. Đây mời các bác xem, hay là phần cạnh trên này đấy đẹp, và phần vỏ gỗ tuyệt vời, nấm nút sắt tròn nha. Về cơ cấu thì em đã giới thiệu ở video trước con trước là các tính năng rồi, thì nó cũng có tất cả các tính năng như những âm ly khác thôi, nhưng riêng dòng này nó chạy tới 3 cầu loa nha các bác, ABC, tại vì nó chạy công suất khủng tới 8 sò sắt mà, low net và bass chép đầy đủ nha. Đây là volume tổng nha các bác, volume tổng điện 100V, điện 100V, các bác có thể chuyển cầu điện theo ý thích. Và mời các bác xem nha, độ đẹp của sản phẩm nó là long lanh cành đào nha. Y202 nha các bác. Đấy, các bác nào yêu thích con này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại kia nhé. Trên tấm biển là có hai số điện thoại chính của em. À, em mời các bác đăng ký kênh nha. Các bác nào mà chưa đăng ký thì ấn vào đăng ký phía bên phải để cập nhật luôn liên tục những sản phẩm hàng về bên em và lựa chọn cho mình một trong những sản phẩm mình đang tải. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì sau đây em cũng mở như khâu video thì em mở bên trong để các bác xem được nội thất của nó còn đẹp không. Đấy. Còn zin thì tất cả sản phẩm em bảo hành zin hết cho các bác. Máy bãi chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Tối nay có thời gian em sẽ quay hai con siêu phẩm mới về kia, đó là 9090 và QRX 7500A, rất là mới. Vâng, rồi các bác chiêm ngưỡng vĩ điệp đó nha, vẫn là 4 tụ lập nguồn 7 màu rất là đẹp. Các bác sẽ xem là tăng phun nguồn của nó này, cái thông số nằm trên này nha các bác. Và đây là phần rì âm thanh, các bác thấy bo mạch rì âm thanh rất là đẹp, và 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ nha, mỗi bên là 4 con. Dòng sò nằm trên 309V nó sử dụng sò này, nhưng mà 309V nó chỉ có chạy 4 con thôi, nhưng con này chạy 8 con thì các bác lực đánh nó như thế nào rồi. Quá đẹp nha các bác. Giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship. Em xin phép là dừng video. Bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển này. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha.